gan có chức năng biến đổi thức ăn thành chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, chuyển hóa các loại thuốc hấp thụ vào cơ thể, giải độc và bài tiết các chất độc trong máu. Gan là bộ phận lớn thứ hai trong cơ thể con người. Khi gan hoạt động không tốt, nó có thể gây ra các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, sỏi mật, ung thư gan, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người. Một số chức năng của gan bao gồm như sau tạo ra năng lượng một cách nhanh chóng khi cần thiết, sản xuất ra protein mới cho cơ thể, dự trữ một số vitamin, khoáng chất và đường, chuyển hóa mỡ dự trữ trong cơ thể, tạo ra mật để tiêu hóa tốt, kiểm soát việc sản xuất và bài tiết cholesterol, trung hòa và loại bỏ các chất độc, kiểm soát nồng độ thuốc trong máu, cân bằng các nội tiết tố chống lại sự nhiễm trùng bằng cách tạo ra các yếu tố miễn dịch và loại bỏ các vi khuẩn lưu thông trong máu dự trữ sắt khi gan bị yếu đi và có nguy cơ gây ra bệnh gan người bị bệnh thường thấy những triệu chứng như sau da và mắt thay đổi màu sắc bất thường trở nên vàng hơn nước tiểu sẫm màu nôn ói hoặc chán ăn đau bụng hoặc trướng bụng, tăng, giảm cân bất thường, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và còn rất nhiều những triệu chứng, những chứng bệnh khác liên quan đến gan. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng gan đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, thậm chí tính mạng của con người. Và bài tập mà chúng ta sẽ cùng nhau tập ngay bây giờ sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của gan như chúng tôi đã nêu nào mời các anh chị các bạn cùng tập với chúng tôi nhé